Trong trận đấu tâm điểm ở vòng 16 ngoại hạng Anh, Arsenal để thua tỷ số 0-1 trước đội chủ nhà Aston Villa. Với kết quả này, Arsenal giữ nguyên 36 điểm và đã chính thức đánh mất vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng vào tay Liverpool. Việc gặp Crystal Palace giúp Liverpool có tự tin và giành chiến thắng 2-1 và giành trọn 3 điểm, với tổng điểm sau 16 vòng đấu là 37 điểm. Liverpool đương nhiên leo lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng từ Arsenal khi nhiều hơn 1 điểm. Trong khi đó, với chiến thắng quan trọng này, Aston Villa có được 35 điểm, củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời tiếp tục áp sát hai vị trí dẫn đầu, cách Arsenal 1 điểm và cách Liverpool 2 điểm. Còn Man City, tuy có 3 điểm khi giành chiến thắng trước Luton, nhưng họ vẫn tạm ở vị trí thứ 4 với 33 điểm và đang cách Liverpool ở vị trí đầu bảng 4 điểm. Với chiến thắng giòn giả 4-1 trước Newcastle, Tottenham có thêm 3 điểm. Sau 16 vòng đấu, gà trống có 30 điểm, tạm xếp vị trí thứ 5, cách vị trí thứ 4 của Man City chỉ 3 điểm, nên Tottenham vẫn còn rất nhiều cơ hội để chen vào top 4. Mặc dù thua đau trước Bournemouth, nhưng Quỷ Đỏ vẫn giữ vững vị trí thứ 6 với 27 điểm. Kém 1 điểm, Newcastle cũng theo sát Manchester United với 26 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 7. Vị trí thứ 8 vẫn là Brighton, những chú mòng biển có trận hòa với Burnley và có 26 điểm sau 16 vòng đấu. Vị trí số 9 là West Ham với 24 điểm. Tuần này Chelsea chính thức bị đá khỏi vị trí thứ 10 khi để thua Everton 2-0, Chelsea rớt xuống vị trí 12 với 19 điểm. Vị trí số 10 là Fulham sau khi có 3 điểm nhờ thắng đậm 5-0 trước West Ham. Vị trí số 11 là Brentford với 19 điểm sau 16 vòng đấu. Vị trí số 13 là Gu với 19 điểm. Vị trí số 14 là Bournemouth, nhờ hủy diệt Quỷ Đỏ với chiến thắng 3-0, Bournemouth có thêm 3 điểm, với tổng điểm 19 điểm, cùng điểm với Gu, và chỉ kém hệ số. Việc thua liên tiếp trong những trận gần đây, khiến Crystal Palace liên tục rớt hạng, hiện tại đang tạm xếp vị trí 15 với 16 điểm. Vị trí 16 là Nottingham Forest với 14 điểm. Vị trí số 17 là nỗ lực của Everton sau khi họ bị trừ 10 điểm. Ba vị trí cuối bảng có nguy cơ bị rớt hạng lần lượt là vị trí 18 là Luton với 9 điểm, kế đó. Ở vị trí số 19 là Burnley với 8 điểm. Mặc dù tuần này có chiến thắng 1-0 trước Brentford và có 3 điểm, nhưng Sheffield United vẫn đứng cuối bảng với chỉ 8 điểm. Các bạn nhớ subscribe kênh để theo dõi bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất sau mỗi vòng đấu nha. Cảm ơn.